Trước khi xem video này, bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh và sau đó bấm vào biểu tượng chuông để theo dõi những video mới nhất trên VMT Doctor. VMT Doctor chào bạn thân mến. Khi bạn đi siêu âm, bạn có đọc thấy thông tin về chỉ số canxi hóa ở những cấp độ khác nhau? Đặc biệt là đối với mẹ có bánh nhau bị canxi hóa độ 2 thì ở tuần nào là thông thường, tuần nào là nguy hiểm? Mẹ có thể thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc biệt nào để cải thiện tình trạng này nếu canxi hóa độ 2 sớm? Bởi vì canxi hóa độ 2 là độ ở giữa, nếu canxi hóa sớm có thể gây nên tình trạng sinh non. Trong quá trình mang thai, sự lắng đọng canxi giữa bánh nhau và cơ tử cung cho thấy sự tăng trưởng vượt trội khi đến gần ngày sinh của thai nhi. Thế nhưng nếu bánh nhau bị canxi hóa độ 2 hoặc nặng hơn thì mẹ cần lưu ý điều này có thể ảnh hưởng đến ngày chào đời của con. Canxi hóa bánh nhau là hiện tượng canxi lắng đọng giữa bánh nhau và cơ tử cung và là một dấu hiệu trưởng thành của thai chứ không phải thai bị thoái hóa. Điều này có sự liên quan mật thiết đến độ tuổi của thai nhi và cho thấy bé đã đủ tháng để chào đời. Không ít mẹ hiểu lầm rằng hiện tượng khi nhau bị canxi hóa sẽ khiến thai nhi không nhận đủ dưỡng chất để phát triển. Thực chất, hiện tượng này chỉ xảy ra quanh diềm các múi rau và không ảnh hưởng đến hoạt động trao đổi chất của bánh rau nên mẹ yên tâm. Trường hợp thai quá ngày dự sinh sẽ có khả năng bánh rau bị canxi hóa độ 3 một thời gian quá lâu hoặc nghiêm trọng hơn là có nguy cơ bị suy thai cao do thiếu oxy. Đặc biệt là những thai nhi hơn 42 tuần tuổi, nhau bị lão hóa ngày càng nặng mà mẹ vẫn chưa có dấu hiệu chuyển dạ thì cần đề phòng nguy cơ tử vong trong bụng mẹ hoặc ngay sau khi sinh. Nhận biết các dấu hiệu bánh nhau bị canxi hóa độ 2. Canxi hóa bánh nhau diễn ra xuyên suốt thai kỳ nhưng hiện tượng này chỉ được chẩn đoán chính xác nhất khi mẹ siêu âm ở khoảng thời gian cuối thai kỳ. Tuổi thai càng lớn thì các đám canxi hóa càng nhiều. Trường hợp bánh nhau bị canxi hóa độ 2 thường xảy ra khi độ tuổi thai ở tuổi thứ 36-37 tuần, cộng trừ 2 tuần. Những dấu hiệu canxi hóa vôi hóa nhau thai sớm là mẹ bầu có cảm giác khô miệng, thai phụ thường xuyên cảm thấy đau đầu hay quên, hoạt động của các cơ hơi, cơ tử cung bị co cứng, thường xuyên gặp phải các vấn đề về táo bón thai kỳ, đi tiểu nhiều lần. Vậy thì bánh nhau bị canxi hóa độ 2 nên ăn gì? Hiện tượng canxi hóa bánh nhau không nguy hiểm và thường xuất hiện ở các thai nhi đã đầy đủ tháng tuổi. Nếu thai dưới 33 tuần tuổi, bánh nhau bị canxi hóa độ 2 hoặc 3 sẽ có nguy cơ đi kèm với tình trạng bào thai bị suy dinh dưỡng. Trong đó hơn 78% thai nhi bị suy dinh dưỡng nặng kèm theo các triệu chứng bệnh như bà bầu bị cao huyết áp, thai suy xảy ra. Một sai lầm dẫn đến tình trạng canxi hóa nhau thai ngày càng nặng là do người mẹ bổ sung canxi sai cách. Trong thai kỳ, mẹ sẽ không cần bổ sung viên uống canxi quá nhiều nếu không cần thiết và chưa nhận được sự cho phép của bác sĩ. Nếu bạn uống canxi mà lượng dư thừa quá thì sẽ là một trong những nguyên nhân khiến bánh nhau nhanh lão hóa, ức chế hoạt động của việc chuyển dưỡng chất đến thai nhi. Mẹ cần hạn chế việc bổ sung quá nhiều kiềm hàng ngày và quan tâm đến lượng canxi có trong thức ăn sẽ giúp mẹ kiểm soát và xử lý được cái tình trạng vôi hóa này. Trong giai đoạn thai nhi phát triển, mẹ nên hấp thu canxi theo định hướng sau. Từ 0 đến 12 tuần, trung bình bà bầu cần 800mg canxi trên một ngày, khoảng 1 đến 2 cốc sữa tươi. Từ 13 đến 26 tuần, tăng lên khoảng 1000mg canxi, tăng dần liều lượng canxi nhiều hơn sau mỗi tuần. Có nghĩa là từ tuần thứ 13 thì bạn hãy bắt đầu uống viên bổ sung canxi, chứ các tuần trước thì chỉ cần uống sữa hoặc ăn và bổ sung các thực phẩm từ các cái bữa ăn hàng ngày mà thôi. Từ tuần thứ 27 đến 38, lúc này mẹ cần đến 1500mg canxi để đảm bảo cho quá trình phát triển toàn diện của thai nhi. Đối với những mẹ bầu bánh nhau bị canxi hóa độ 2 quá sớm, trước những tuần từ 30 đến 32 cần hạn chế ăn hải sản, thực phẩm giàu canxi để kiểm soát mức độ vôi hóa. Uống cà phê, nước ngọt hoặc một số thực phẩm có chứa acid folic giúp đào thải lượng canxi thừa ra khỏi cơ thể mẹ bầu. Mẹ đừng quên thực hiện khám thai định kỳ và thực hiện bổ sung canxi theo đúng chỉ dẫn để đảm bảo bắt kịp các dấu hiệu trở dạ. Chúc mẹ sinh con khỏe mạnh, mẹ tròn con vuông.